Đã hơn 10 năm từ khi có quy hoạch sân bay, người dân xã Suối Chầu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai phải chịu nhiều thiệt thòi, sống trong lo âu chờ đợi. Điện, đường, trường không được đầu tư. Cơ sở hạ tầng, trụ sở làm việc, nhà dân mỗi năm một xuống cấp hoang tàn. Hơn lúc nào hết, người dân nơi đây mong mỏi nhà nước có phương án đền bù hợp lý để có thể bắt đầu cuộc sống mới ở nơi tái định cư. Cái mong muốn chung tôi cũng như những người đồng trang lứa họ nói là thôi thì nhà nước làm thì cứ bồi thường, chỉ chỗ cho chúng tôi cắt nhà chúng tôi ở để chúng tôi ổn định, chúng tôi làm ăn. Sân bay này là quy hoạch đã lâu rồi mà do cái sân bay này mà chúng tôi đã có một số đất mà không cải tạo còn được, thành thử ra là đời sống rất khó khăn, cần chính phủ về giải quyết ngay giải phóng mặt bằng. Theo báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành, thì người dân trong vùng ảnh hưởng sẽ được tái định cư tại hai khu gồm Lộc An, Bình Sơn, diện tích trên 282 ha và khu Bình Sơn, diện tích 282 ha. Cũng theo báo cáo, hiện trạng nhà ở của các hộ dân có tới 4.039 trên 4.083 căn nhà là cấp 4 và dưới cấp 4, chiếm 99%. Trong khi đó, hai khu tái định cư được thiết kế theo kiểu đô thị mới, có không gian văn hóa. Bây giờ là chỉ có chờ là làm sao mà có cái phương án đền bù, giải tỏa cho nó phù hợp. Và người dân của chúng tôi là mong mỏi làm sao mà cái nơi ở mới nó cơ bản nó phải ổn định hơn. Và nói chung là nó phải hơn cái nơi ở cũ. Cảng hàng không quốc tế Long Thành có ý nghĩa đặc biệt trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế cả nước. Tuy nhiên, những vấn đề đặt ra đối với chính quyền địa phương về an cư cho người dân vùng giải phóng mặt bằng khi tiến hành xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành đang còn nhiều khó khăn và thách thức.